Ông Jurgen Klinsmann chỉ mới được bổ nhiệm vào vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc từ tháng 2 năm nay, với một bản hợp đồng kéo dài đến hết World Cup 2026. Trong quá khứ, ông Klinsmann từng dẫn dắt đội tuyển Đức giành hạng 3 World Cup 2006, sau đó giúp đội tuyển Mỹ vô địch Gold Cup, giải vô địch Bắc Trung Mỹ và vùng biển Caribe 2013. Jurgen Klinsmann có sự nghiệp cầu thủ hết sức lẫy lừng, vô địch World Cup 1990, vô địch Euro 1996, hai lần giành UEFA Cup, tương đương với UEFA Europa League ngày nay, các năm 1991 trong màu áo Inter Milan của Italy và 1996 trong màu áo Bayern Munich của Đức. Dù vậy, sau 7 tháng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc, ông Klinsmann chưa có chiến thắng nào sau 5 trận giao hữu. Điều này khiến cho truyền thông Hàn Quốc không hài lòng. Báo chí Hàn Quốc chỉ trích vị huấn luyện viên người Đức thường xuyên ở Mỹ và châu Âu nhiều hơn Hàn Quốc. Đáp lại, trong lần trả lời phỏng vấn mới đây, huấn luyện viên Klinsmann lên tiếng, đặt trường hợp tôi thường xuyên có mặt tại Hàn Quốc, việc đó chẳng hiệu quả gì, vì ở Seoul không có việc gì cho tôi làm. Để cải thiện chất lượng của bóng đá Hàn Quốc, tôi cho rằng tôi nên ở châu Âu và gặp gỡ dân làm bóng đá tại đây. Nếu các bạn không thích cách tôi làm việc, các bạn hãy tìm huấn luyện viên khác, tôi không quan tâm, vị huấn luyện viên người Đức bực dọc nói thêm. Theo quan điểm của ông Jurgen Klinsmann, điều quan trọng không phải là ông ngồi ở đâu, mà quan trọng là ông làm được gì cho bóng đá Hàn Quốc trong phạm vi chuyên môn và mối quan hệ của mình. Ông Klinsmann nói tiếp, tôi làm việc chăm chỉ như bất kỳ người Hàn Quốc nào. Một khi tôi nhận lời làm việc cho một đội tuyển nào đó, tôi hết mình vì bóng đá của đất nước ấy. Tôi tự tin và tự hào tuyên bố rằng tôi đang làm hết sức vì đội tuyển Hàn Quốc hướng đến Asian Cup. Nếu đội tuyển Hàn Quốc muốn thành công, bắt buộc phải để tôi làm việc theo cách của mình. Tôi đảm bảo rằng tôi sẽ đưa đội tuyển đi đúng hướng theo mục tiêu đặt ra, ông Jurgen Klinsmann nhấn mạnh. Mục tiêu của vị huấn luyện viên người Đức khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc đó là vô địch Asian Cup diễn ra vào đầu năm sau, cũng như cải thiện thành tích và lối chơi tại World Cup 2026. Điều đáng chú ý, tuyên bố sẵn sàng rời đội tuyển Hàn Quốc của ông Klinsmann được đưa ra chỉ khoảng một tháng trước khi đội bóng xứ sở Kim Chi đối đầu với đội tuyển Việt Nam của ông Philippe Chusier. Đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam đặt rất nhiều kỳ vọng về việc cải thiện chất lượng trước vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Cụ thể, vào ngày mai 13 tháng 9, Hàn Quốc sẽ gặp Saudi Arabia. Sau đó, vào đầu tháng 10, họ sẽ đối đầu với đội tuyển Việt Nam trên sân nhà. Ngay sau khi ông Jurgen Klinsmann tuyên bố có thể rời đội tuyển Hàn Quốc bất kỳ lúc nào, ngôi sao hàng đầu của xứ sở Kim Chi Son Heung-min lập tức lên tiếng bảo vệ người thầy của mình. Tôi biết những người ủng hộ và không ủng hộ huấn luyện viên Klinsmann đến từ đâu. Tôi đã gắn bó với đội tuyển Hàn Quốc trong thời gian rất dài. Tôi không dám nói rằng huấn luyện viên Klinsmann luôn đúng trong mọi quyết định của ông ấy, nhưng ngược lại tôi cho rằng những lời phàn nàn nhằm vào huấn luyện viên Klinsmann trong trường hợp này không phải là những lời đúng đắn, Son Heung-min khẳng định. Klinsmann nằm trong danh sách top 10 ứng cử viên huấn luyện viên đội tuyển Đức. Theo tờ Bild, Jurgen Klinsmann hiện nằm trong danh sách 10 ứng cử viên sáng giá nhất, thay thế cho vị trí của ông Hansi Flick vừa bị sa thải khỏi đội tuyển Đức. Top 10 này toàn những nhân vật tầm cỡ, gồm Jurgen Klinsmann, Matthau, Rudi Völler, Matthias Sammer, Miroslav Klose, Jurgen Klopp, Glasner, Nagelsmann, lẫn hai huấn luyện viên người nước ngoài Zinedine Zidane, Pháp, và Louis van Gaal, Hà Lan.